huấn luyện viên Lancaster báo tin cực vui cho Huỳnh Như trước thềm đấu Albergaria nhận được trọng trách cao quý. Đánh bại Maritimo ở vòng đấu trước với tỷ số sắt nút là 2-1, Lancaster đã chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua của mình trong giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa thể giúp đội bóng của Huỳnh Như cải thiện vị trí và hiện tại vẫn xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận đấu mà Huỳnh Như tiếp tục thể hiện phong độ cao của mình với một đường kiến tạo. Như vậy, tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam đã đóng góp 4 bàn và 2 kiến tạo cho Lancaster trong mùa giải này. Dự kiến trong trận đấu tới, Huỳnh Như sẽ là được tin tưởng đá chính. Huấn luyện viên của Lancaster thường xuyên xếp Huỳnh Như vào thi đấu vị trí cao nhất trên hàng công, dù phải làm khách ở vòng 9 Liga PPI, nhưng đối thủ của Lancaster chỉ là Albergaria đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là cơ hội cho đội bóng của Huỳnh Như tiếp tục giành được 3 điểm trọn vẹn. Ở vòng 8 vừa qua, câu lạc bộ này đã giành được chiến thắng trước đội cuối vòng bảng là Amora. Đáng chú ý, đây là trận thắng đầu tiên của câu lạc bộ này trên mọi đấu trường trong mùa giải năm nay, sau chuỗi 9 trận chỉ biết hòa và thua. Thậm chí trong đó thì Albergaria đã phải nhận tới 7 thất bại. Vị huấn luyện viên trưởng của Lang FC đã dành những lời có cánh cho tiền đạo Huỳnh Như. Huỳnh Như là một nữ cầu thủ rất thú vị dựa trên tố chất kỹ thuật của cô ấy. Tất nhiên là Như thì cần phải hiểu cách chơi của chúng tôi, hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình trên sân cũng như là việc thể hiện, chiến thuật mà chúng tôi muốn cô ấy thực hiện trong hệ thống. Huỳnh Như đến với câu lạc bộ Lang FC trong giai đoạn cuối của đợt tập huấn tiền mùa giải. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy cần nhiều thời gian hòa nhập hơn với đồng đội. Đó là chuyện bình thường. Tôi quyết định cho mộ Huỳnh Như vì yếu tố chuyên môn, đó là năng lực và những con số thống kê. Như rất giỏi trong mọi quyết định liên quan tới kỹ thuật. Cô ấy có khả năng dứt điểm tuyệt vời nhưng vẫn cần cải thiện thêm về yếu tố thể chất cũng như là khả năng đọc trận đấu và tương tác chiến thuật. Như là một mẫu cầu thủ rất thú vị dù đã ngoài 30 tuổi, chúng tôi tin tưởng cô ấy đã tiến bộ rất nhiều và vẫn còn nhiều cơ hội, nhiều đất diễn để phát triển. Mối quan hệ của cô ấy với đồng đội rất tốt và chúng tôi rất coi trọng môi trường cạnh tranh lành mạnh. Tôi không cho phép bất kỳ đồng đội mâu thuẫn nào dù là nhỏ nhất xảy ra trong phòng thay đồ. Huấn luyện viên Lành FC nói thêm, trước đó tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định cô đã thích nghi được với cuộc sống và lối đá ở Bồ Đào Nha. Tôi biết về Lang FC thông qua người đại diện, sau khi nói chuyện với câu lạc bộ, tìm hiểu đất nước, tôi bắt đầu hứng thú với giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Đó là lý do tôi quyết định dấn thân vào một cuộc phiêu lưu, tìm kiếm thử thách. Thời gian đầu, thì tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi môi trường mới, như là múi giờ, khí hậu, thói quen và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng được sự giúp đỡ của câu lạc bộ và đội, thì tôi đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn và bây giờ tôi đã hoàn toàn thích nghi và tận hưởng cuộc sống ở Bồ Đào Nha, Huỳnh Như cho biết. Mới đây, Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam đã đưa ra danh sách 15 cái tên xuất sắc cho hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam nữ 2022. Nhìn chung, danh sách vẫn có những cái tên thi đấu quen thuộc, trong đó không thể thiếu Huỳnh Như. Ngoài ra, một số gương mặt mới như là Vũ Thị Hoa, Đoàn Thị Kiều Anh. Tuy vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, Huỳnh Như vẫn là một đối thủ được đánh giá cao nhất. Năm 2022, Huỳnh Như chính thức chia tay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh về gia nhập Lang FC. Trên đất Bồ Đào Nha, nữ tiền đạo Trà Vinh cũng đã để lại nhiều dấu ấn cực kỳ lớn tại 4 bàn thắng cho Lang FC sau 3 trận đá chính. Tính từ thời điểm hiện tại thì Huỳnh Như đã có 4 danh hiệu của bóng vàng năm 2016, 2019, 2020 và 2021. Huỳnh Như vẫn đã giữ được và thể hiện được một giá trị của một con người thủ lĩnh ở thời điểm hiện tại của bóng đá nữ Việt Nam. Trận suất này đã thể hiện vai trò là đầu tàu của thành tích xuất sắc lần đầu tiên đưa đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023, bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games 31. Tầm ảnh hưởng của Huỳnh Như thì còn thể hiện trong màu áo của câu lạc bộ khi mà giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành cúp quốc gia 2022. Có một sự thật phải thừa nhận rằng chuyến xuất ngoại lịch sử của Huỳnh Như đem lại sự e dè và khả năng thành công lớn hơn về sự tự tin từ chuyên môn, người hâm mộ khi mà nhìn vào hình ảnh của các đồng nghiệp nam. Mối lo ngại đấy càng lớn dần hơn khi mà trong thời điểm đầu chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam thường xuyên xuất hiện trên ghế dự bị. Tuy nhiên, với sự âm thầm tập luyện bền bỉ của Huỳnh Như, cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng lần ra sân ở đội hình chính thức đầu tiên và giới mộ điệu túc cầu Việt Nam đã vỡ òa cảm xúc khi mà thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam bùng nổ với 2 bàn thắng, một đường kiến tạo để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và sau đó lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu trong giải đấu nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Đó là một khẳng định không chỉ về chuyên môn mà còn cả ý chí. Ở tuổi 31 thì Huỳnh Như khẳng định vẫn tỏa sáng. Trước những khó khăn, áp lực mà Huỳnh Như phải đối mặt khi sang Bồ Đào Nha, cô chia sẻ, môi trường nào cũng sẽ có khó khăn, bản thân tôi đã bắt đầu chơi bóng ở Việt Nam thì cũng vậy. Tuy nhiên, tôi xác định và rất sẵn sàng, hào hứng cũng như là quyết tâm vượt qua khó khăn. Một số cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu chưa đạt được kết quả như mong muốn. Mọi người khuyên tôi nên rút kinh nghiệm từ các cầu thủ nam để thành công hơn. Bản thân tôi thì muốn hình ảnh của mình cũng như là bóng đá nữ Việt Nam ngày càng vươn xa.
Sau này, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cầu thủ được xuất ngoại thi đấu và ngày càng phát triển. Trước đó, tối ngày 9 tháng 12, bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 12 đã chính thức công bố. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên được vị trí 3 thuộc thế giới và số 1 Đông Nam Á. Ở khu vực Đông Nam Á thì cũng không có bất kỳ đội tuyển nào có sự cải thiện về thứ hạng trong thời gian qua, là không có giải đấu nào. Đó cũng là một trong những nguyên nhân. Như vậy, vị trí số 1 Đông Nam Á và 3 thuộc thế giới cũng là hạng cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm nay. Thực tế, thành tích này đã được dự báo từ trước, từ tháng 10 cho tới tháng 12. Thay trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thì cũng không có bất kỳ trận giao hữu quốc tế nào nữa. Tuy nhiên, khác với khu vực Đông Nam Á, số 1 của đội tuyển Việt Nam vẫn là tốc đầu và tăng điểm cải thiện lên vị trí trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Úc tăng 1 bậc, từ 12 lên 11 thế giới. Điều này cũng đã diễn ra tương tự với Trung Quốc và Hàn Quốc khi xếp hạng thứ 14 và 15. Một đội tuyển khác mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm là Bồ Đào Nha, nơi mà tiền đạo Huỳnh Như đang thi đấu rực rỡ. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tăng nhẹ 1 bậc lên 22 thế giới dù vẫn phải tham dự vòng playoff liên lục địa để giành vé tham dự World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam có thể nói là đã khép lại 2022 với rất nhiều thành công, thành tích ấn tượng, đương nhiên là việc vào tới tứ kết Asian Cup và làm nên lịch sử với lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup nữ bóng đá. Ở đấu trường khu vực, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31 nhưng chỉ có được vị trí thứ tư tại AFF Cup 2022. Giai đoạn cuối năm 2022 diễn ra tương đối ảm đạm với bóng đá nữ Việt Nam khi không có bất kỳ giải đấu nào. Thông tin vui duy nhất được người hâm mộ quan tâm là Huỳnh Như vẫn đang tiếp tục tỏa sáng tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha trong màu áo của Lanh FC với tổng cộng là 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.